Em ở đây em còn chưa qua đấy bây giờ. Em cái đây, đi trên đây là gì? Không không. Đấy. Ok. Ok. Vừa điểm số đầu tiên. Bắt. Một đều. Tốt. Không mạnh. Không mạnh. Tốt, lên lưới đi, lên lưới đi. Lên nhanh để cho nó xuống. Hai đều. Tốt. 3-2. Tốt. 4-2. Không cầu ra ngoài rồi. 4-3. À 3-4. Để sinh như để ăn giải ra. Tịch vào vòng trong như mình cũng to. 4 đều. Đập. Lưới đi. Lưới. Ai? Anh ai rồi. Lưới đi. Lưới. Ok. Rồi ơi. Chủ động lên. Điểm 6-5. Tốt. Thủ một quả lên lưới luôn. 6 đều. Đừng đẩy thôi. Bảo đẩy qua thôi. Tốt. Đấy, chỉ cần qua lưới thôi. Bảo lên. Anh thì vào lên tổ 12 để cập nhật trình độ. Lưới đi, lưới đi. Hỏng rồi. 17. Tập trung, cắt luôn đi. Ép trái thẳng luôn em ơi.
Thế đứng yên mà đặt lưới ôm luôn à. Qua người rồi. Đầu trận quyết là thắng ai nhỉ? Thắng Huy Thường. Huy Thường. Lên lưới luôn. Lên nữa còn xô. Xô cả hai ta cũng xử lý. Xử lý cả hai ta cũng xử lý. Lên lưới. Lên lưới đi. Bên kia. Được. Con được. Thích đứng được rồi. Bắt chắc này không có cái cả không à. Có hay không. Vậy lên lưới nhanh thêm tí nữa. Quả trong hay ngoài? Ôi giời. Anh đánh trận này mấy quả ngoài? Xong rồi. Muốn cái Ngọc Anh nó dứt điểm tốt hơn. Cố lên. Huệ ơi, sao không trả ép lưới xuống?
trả ép xuống để cho có cầu mà công. Lượt trận tiếp theo, nội dung đôi nam trẻ trận bán kết 1 trung trường Đăng Nam. Xin mời các vận động viên. Đây là India 2 đã thắng trận bán kết đôi nữ 25-18.